Xin chào các bạn, hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một chiếc hộp nhạc trang sức, tức là vừa nghe nhạc mà vừa đựng được trang sức. Cái hộp này là của Ý, đây vân gỗ nu và sử dụng kỹ nghệ là khảm gỗ trên gỗ rất là đẹp điệu. Chiếc hộp này sử dụng máy nhạc Real của Thụy Sĩ các bạn nhé. Đây, Swiss Musical Movement này, Real. Đấy, chơi cái bản nhạc này. Bây giờ chúng ta cùng nghe thử nhạc nhé.